với tay người chân nhá. Cả ngày chưa bắt nạt được một ai cả. Ai ơi, ôi. À, thằng nhà giàu lần trước chôn mình này. Em gửi EK. Thằng này, mày dám lừa tao, tao phải cho mày một trận. Bố mày tới đâu đây? À, tớ ra đây chơi một tí mà. Thế còn cậu? Mày chết à? Mày dám lừa tao? Cậu ăn ngon. Làm gì đấy? Hả? À, sao mày dám đánh chị? Ôi chị ơi, em xin lỗi, em nhầm người. Thích nhầm à? Là sao tránh mặt tao ra nha. Hình như là hắn rình bắt cậu đấy. Chắc chắn là hắn còn thủ vụ đằng trước rồi. Thằng nhà giàu kia, tao mà gặp được, tao sẽ xác mày ra. Tớ cũng nghĩ thế, bây giờ tớ phải làm thế nào bây giờ? Ôi, tớ mà bị hắn bắt chắc là tớ nát đòn mất. Tớ có cách này. Ok. Đứng lại. Hôm nay mình xác định rồi. Lần trước mày lừa tao uống nước mắm phải không? Vết thâm trên mắt tao rồi cũng là do mày đấy. Ôi, từ từ đại ca ơi, đại ca bình tĩnh ạ. Nghe em giải thích đã. Tao đại ca, em bảo em cho đại ca uống nước mắm. Rõ ràng em mua coca ở siêu thị mà. Coca của mày vị mặn như nước mắm ấy. Thế ạ? Trời ơi, chắc là cái siêu thị đấy nó đưa hàng hết hạn rồi. Oh my god. Không, nhưng mà mày vẫn phải ăn đòn. Ôi, đại ca ơi, em biết lỗi rồi ạ. Nhưng mà đằng nào em cũng đang trong tay đại ca rồi. Đại ca muốn làm gì em cũng được. Nhưng mà đại ca có muốn kiếm tiền không? Em cho đại ca chơi một thử thách có thể kiếm 100.000. Tí nữa đại ca thực hiện thử thách xong cho em ăn đòn cũng chưa muộn. Thử thách gì? Thật không? Đây, tiền tươi thóc thật luôn nhá. Nhưng mà đại ca phải vượt qua thử thách đã. Đâu, nói đi, xem thử thách như thế nào. Đây, bây giờ nhá, em sẽ nhét cái miếng kẹo dẻo này vào miệng của đại ca. Đại ca chỉ cần nói là hello và nói thành công là đại ca sẽ được 100.000. Nhưng mà phải hết cái gói kẹo này cơ. Đơn giản, tao đồng ý luôn. Nhưng mà ấy, chơi thử thách xong, tao cũng cho mày ăn đòn. Vâng, em ở đây chưa có chạy đi đâu đâu mà đại ca sợ. Có ghế chưa? Đưa hay xem nào. À, viên đầu tiên nhá. Ok, gói này hết rồi, bây giờ đại ca nói thử đi. Cái gì cơ? Hả? Em không nghe rõ. Cái gì? Đại ca thua rồi. Đại ca thua rồi. Thử thách gì mà khó ấy. Tao sẽ lấy cái tờ 100.000 này của mày vì tội cho thử thách khó. Còn bây giờ tao sẽ cho mày ăn đòn. Ôi, từ từ đã đại ca ơi. Bây giờ em có một thử thách dễ hơn cho đại ca. Nhưng mà được tận 200.000. Dễ hơn nhưng mà được hẳn 200.000. Thử thách nào, nói em à. Bây giờ nhá, em sẽ trói đại ca vào cái cây này. Chỉ cần cho nửa cái gói kẹo này vào thôi và nói được từ hello. Thế là đại ca đã hoàn thành và được 200.000 rồi. Nãy cả một gói kẹo thôi mà mình đã gần nói được rồi. Giờ chỉ có nửa gói kẹo thôi, với cả bị trói nữa. Chắc chắn mình sẽ làm được. Được, tao đồng ý. Nhưng mà mày phải đưa tiền trước đây cho tao. Đây, em gửi đại ca. Được rồi, bây giờ em sẽ trói đại ca vào nhá. Đại ca chịu khó một tí nhá. Rồi, trói nhanh lên, tao bao việc nhà đây. Vâng. Hết nửa gói rồi, đại ca thử nói xem nào. Hello, hello, hello. Tao nói được rồi nhá. Mày mau cởi gói ra đây, vừa cho ngắn đòn. Mày cười gì? Mau cởi gói ra đây. Ui chết rồi đại ca ơi, em chỉ biết chó vào chứ em không biết cởi. Em xin lại 100.000 nhá. Đáng là cái đấy bắt nạt. Trời ơi, kế của cậu hay thật đấy. Mua chúng mình phải chua nhanh lên. Không là hắn bắt được thì chết. Sướng quá, trả thù được cái tên bắt nạt. Ôi, mà nhiên hôm nay trời nóng nhờ cậu nhỉ. Này, hay là qua nhà tớ đi. Nhà tớ có một bồn tắm ngoài trời xịn lắm. Theo hồ mát luôn. Nhà cậu có bồn tắm ngoài trời cơ á. Ok, đi về nhà cậu đi. Bố mát ơi, chào mừng cậu đến với bồn tắm lộ thiên của nhà tớ. Bồn tắm nhà cậu công nhận là phong cảnh hữu tình thật đấy, rất đẹp và mát luôn. Bồn tắm mặc dù nhỏ nhưng mà cũng có thể ngâm được hết cả người các bạn ạ. View này không phải nhà cũng có nhà tớ đâu nha. View mái ngói luôn, không phải nhà tắm nào cũng có mà có cả nước chảy các bạn ơi. Rất là thiên nhiên luôn. Mình nghĩ đây là giống tắm suối đấy.
thử. Mà nước rất là mát nhá. Cậu ơi, cho tớ vào thử 48 của nhà cậu đi. Ok ok. Cậu sẵn sàng chưa? Ui, tớ hồi hộp quá. Tớ vào nhá. Ui, nước mát quá. Cảm giác lạnh luôn các bạn ạ. Lạnh quá. Ui, mình cảm giác như là các quý phi với các hoàng hậu ngày xưa mà ngâm 48 ấy cơ các bạn ạ. Bây giờ mà cho ít hoa hồng vào đây là rất giống. 48 nhà cậu thích thật đấy. À, bây giờ tớ sẽ rủ cậu qua nhà tớ tắm 48, nhà tớ cũng có 48 cực kỳ thích luôn. Ôi, thật luôn. Ừ. Ồ. Đi luôn nhá. Đi luôn đi. Đi. Đây là 48 nhà tớ. Trời ơi, các bạn ơi, đẹp thật đấy. Chưa bao giờ mình thấy cái bồn tắm nào nó tròn như thế này các bạn ạ. Xong rồi mình nhìn ra quả view siêu đẹp nữa chứ. Ui, ui không. Tớ đã xả sẵn luôn rồi. Bây giờ mình cùng vào tắm nè. Tôi có mấy ngọn bếp là tuyệt vời các bạn. Ui, ui nước với lạnh nha. Tại vì bây giờ đang nóng các bạn, nên là tớ sẽ để nước lạnh. Ui, mát. Ui, mát. Ui, chi thật đấy. Thêm có nhà tắm nữa. Mình nằm đứng này cả ngày cũng được. Nếu mình đang tắm mà người ta nhìn vào sao các bạn nhỉ? Chắc là không nhìn thấy đâu bởi vì xa lắm. Yên tâm, bây giờ đã có giày mới này. À, bây giờ tôi sẽ cho cậu một bất ngờ nữa. Bất ngờ gì đấy? Đúng hồ quá. Đây, đợi tôi một tí. Ê, đố cậu biết đây là cái gì? Đâu phải bánh quy đâu. Đây là bánh quy à? Tắt bom, nghĩa là bom khoảng 48 giây. À, sẽ sửa bò cái tạo buồn lắm luôn. Ừ, thú vị. 1, 2, 3. Wow. Nó thảm khí lắm kìa. Trời ơi. Đó, bây giờ mình sẽ gạt ra bên cậu ấy. Đánh sẵn cái này, cái này lên đi. Đánh sẵn cái tạo bò. Xây là những gì đặc trưng nhất. Anh đi ngồi phía trước. Dạo ngoài đây chút. Ui, tớ chết rồi, tớ nhìn như này cũng như tốn các bạn ạ. Cũng như tốn cái sự hoạt đấy. Nó nghiêng nghiêng cái gì đấy, cái nước của người ta màu hồng xinh như thế này mà bảo nước tốn. A few moments later. Lần đầu tiên mình được ngâm trong cái bồn toàn là xà bông như này. Cảm giác như trong phim thôi các bạn ạ. Bây giờ chúng mình hãy chơi một thử thách nhá. Đó chính là thử thách bò trong bồn tắm để lấy vật. Oh. Đây, chúng mình đã chuẩn bị tất cả các đồ vật ở bên dưới cái bể này. Chúng mình sẽ không nhìn đến gì cả. Xong rồi quả trò sẽ đưa ra một cái đồ vật và chúng mình sẽ cùng mò cái đồ vật đấy nhá. Ai mò nhiều hơn sẽ là người chiến thắng. Ok. Tìm cốc nước. Ôi, cốc nước. Đây. Đầu vật thứ hai tìm cái muỗng đi. Muỗng á? Có hả? Không phải. Đây. Tiếp canh đánh răng. Như cái này rất nhỏ đúng phải. Ui, chết rồi. Cái này nó nổi ra. Tìm một chiếc bàn chải đánh răng. Đây. Rất là vui bạn ơi. Như vậy là Khải đã chiến thắng tiếp vòng này rồi các bạn ơi. Nhưng mà chưa hết đâu. Nhà nó vẫn còn một cái bồn tắm đặc biệt rất là đặc biệt. Tôi đã chuẩn bị riêng cho cậu rồi. Giờ mình sẽ chuyển sang cái bồn tắm khác nhá. Ok. Giới thiệu với cậu. Đây chính là một bồn tắm khác của nhà tôi. Đây chính là bồn tắm có hạt nở bên trong. Wow, toàn đây. Nước rất là ấm đúng không? Wow. Wow. Cái hạt nở có thấy dễ thương không? Ồ, đây. Ôi, hạt nở quay chút bé rồi này. Thì đấy còn có cả một cái con vật từng nở ra nữa. Bế hạt nở này lóng lánh như những viên bi các bạn ạ. Bây giờ tôi sẽ có một thử thách để cho hai đứa mình, đó chính là thử thách tìm hạt nở theo màu nhá. Trong vòng 1 phút, ai mà tìm được nhiều hạt nở theo cái màu này hơn thì sẽ là người chiến thắng. Ok. Nào, bắt đầu chưa? Tìm hạt có màu xanh nước biển. Oh. 3, 2, 1, bắt đầu. Đây, các hạt
nở thì có hạt to hạt bé các bạn ơi. Chết rồi, rơi rồi. Lơ lửng, quá chịu thật đấy các bạn. Nope. Ôi chết rồi, lấy được 1 hạt thì lại rơi 2 hạt. Vừa mà lái quá. Quá nhanh rồi, anh thấy nhiều lắm mà. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Ôi, nhiều thế. Ok, nhân viên này không phải. Bên vỡ có tính không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12. Không tính biết 12 nha. Bây giờ tớ vẫn còn một món quà để lựa chọn. Bóng bay nữa. Bắt đầu mình lấy cái này các bạn ơi. Đây, chúng mình không cần phải mất công hổ từng quả nữa. Bây giờ chỉ cần cho vào đây là sẽ có một chùm luôn. Ồ. Nè. Hổi một lúc được một chùm luôn các bạn ơi. Chẳng này rất thích các bạn ơi. Chúng mình hãy chơi bản cù gì, ai thua sẽ bị ném bóng rổ. Ok. Rất là vui này, rất là vui luôn. 1, 2, 3. Đây video của mình đây cũng là kết thúc rồi. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nhé. Bye bye.